mua cái này. Vừa cốp, cái đẹp dài nhỉ. Hỏi được rồi đấy. Hey, vừa mua bao nhiêu đây? Triệu rưỡi. Lồn mua 700 đấy, 1,5 triệu. Mày chi nói phét đi đỉnh mẹ. 700 á, 700 chắc không, hơi khó đấy. Đấy, bây giờ nó phải có giá, lên cốp nó phải có giá khác. Lên xe rồi giá nó khác đi. Bây giờ là giá là tôi quyền quyết định. Đó. Giá ghê. Sắm con chậu nữa. À? Sắm con chậu đẹp. Ôi mất mẹ cái chậu nữa, cao thiệt. Sắm con chậu. Chậu tàu nữa thì bằng cái cây. Chậu tàu bằng cái cây nữa là ngon. Đây đấy. Này đẹp. Cây tùng nhá. Là hán già. Già nó phết. Vâng, thân rêu mốc. Rồi. Khai xuân thế vui rồi. Rồi, sang khu vực xe của bác nào đây, chạy hết đi đâu rồi bác, chợ xuân mà mưa gió chú mưa cái đã chứ, chợ xuân này thì mưa thì cây cối nó tốt tươi rồi. Đấy, được quế mini này, quế mini sung này. Đấy, sung rất nhiều, sung tốt. Nói chung là mua những cây mà nó sung xuê, nó có quả các bác đầu năm, chứ dân chơi cây thì cứ cây đẹp thì chơi thôi, nhưng mà về để mà người yêu cây mà thích lộc lá của năm mới thì chọn những cây mà sung cốc lộc lá, nhiều nhiều hoa nhiều quả chung xuê. Đây, sang bên khu vực nhà lộc. Vâng, đây nhìn cửa hàng gọn gàng thế nhỉ. Hôm nay gọn gàng thế, những cái chỗ này chuyển hết rồi chứ không Tết gọn. Gọn chứ ngày Tết thì mình vào đấy. Đỗ Quyên này, Đỗ Quyên đẹp không, bệt lên lên. Bệt này là về trong chậu như lâu năm rồi. Bệt. Bệt dính vào nhau rồi này. Lâu năm. Ê, bà chủ ơi, đang hỏi bao tiền này. Đang hỏi cái này bao tiền này. 15 triệu. Đấy, chơi cái này thì phải cấp những cái loại hoa như này vứt hết. Xuân. Sàn. Đấy. Đấy. Rất bền. Chung là nhiều người thích cây này đấy, nhưng mà có điều kiện tí thì quất. Bệt rất bệt, chuyển ở bên chậu khác sang.
này phải làm cho nó hoa ra đều một lứa, nó trắng cả cây đó. Đẹp một gốc, gốc kìa. Đây lâu năm. Còn cái cây mà tay nó cứ như gọn gàng. Đây thấy gọn gàng thì sẽ đây cái sân núi này đẹp. Cái cây xuân này mua sung là hợp lý. Quay từng hàng một xem là có gì. Bạn đầu tiên này. Đấy. Nhìn nữa khi giờ cốt bị ổi quá, to quá, không chở. Là hắn kia có ông mua rồi. Đang định quay ra hỏi cây này là đã lấy mất rồi. Anh ơi, 150 anh nhá. Cây đấy 3 tiền rồi. Mà em 2-300 rồi đấy. Rẻ thế. Cái này đã nấu đâu, đang bán hàng. Rồi, tiếp tục rồi. Và lập rất nhiều xanh ấy. Bày trí lại cái chỗ này. Ô cái dưới này. Sung à? Cây sung quá kỹ rồi. Đầu xuân năm mới thì đẹp đấy. Lộc lá sung túc. Lộc lá sung túc này cơ mà. Lộc lá sung túc cây đẹp như này. Cây hàng cưới nào. Chung là mình không mua, mình hay quay phim thì để vui ấy, thì cứ ủng hộ cả người mua lẫn người bán các bác, không có chê cái gì hết trước mặt người ta cả. Đấy. Là hán này hay này. Ba con là hán này đẹp ghê đấy nhỉ. Đấy. Bé tí mà bệ biết ngớt thật. Yeah.
200 mua. Xin vợ 200 mua để xem nó là cây như nào, về trồng nó như nào. Về trồng nó như thế nào. Rất lùn, tầm trên một găng tay đấy các bác. Ba cây như nhau. Về nhà sợ nó có chết, không biết cách trồng. Cây ông hôm qua ông gửi ở đây nó năm cây gì ạ? Chả có không thể đi. Nhưng gì đẹp đấy. Hoa hoa trắng. Hoa trắng đẹp. Chưa biết bao giờ nó mới ra hoa. Quá không biết hôm qua nó mấy cây ra. Nó bao giờ nó mới ra hoa. Ra liên tục. Cây này chắc nó chưa lúc cây kia ra đây 200 đi mở hàng đi, mới xin vào 200 có được không? Đừng gói bán đi nào, 200 đi để mua thích mà 200 đi để mua. Mưa quá. Ừ. Ướt hết cả tay rồi. Máy, máy quay ướt hết rồi. Cô 300 bạc. Cô đã 250 mà. Ôi. Mua hết tiền rồi. 200 mua rồi. Tuyết mai, bạch tuyết mai. Chung là cái đỗ quyên thì cũng cũ rồi. Năm mới thì cũng quay lại nó. Còn khu vực bài trí tiết xuân đã có ba cái la hán này. Cây duối kia là của nhà ông Lập. Nó ok. Đấy, chứ còn phiên xuân thì nó còn tản mát.